Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án TAG Game nhận token TAGS nha các bạn. TABSG. Thì ở dự án này nó đang có là row 1 và row 2 luôn nha các bạn. Thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ở row 1 và row 2 luôn. Thì để tham gia vào row 1 thì các bạn vào link đầu tiên dưới phần mô tả video, sau đó nó sẽ có giao diện như thế này. Bước tiếp theo thì các bạn tiến hành điền thông tin đăng ký trên website của họ như sau. Đầu tiên thì các bạn điền lại username, thì các bạn tạo cho mình một cái username nhé. Sau đó thì ở phần email này thì các bạn điền lại email giúp mình. Tiếp theo là phần password thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu giúp mình nhé. Các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu. Sau đó các bạn ấn nút register, chúng ta tiến hành đăng ký một tài khoản trên website. Thì sau khi các bạn ấn nút register xong thì sẽ có một cái link config gửi về Gmail cho các bạn nhé. Các bạn vào bên trong Gmail, các bạn lấy link config giúp mình nhé. Thì bên trong Gmail thì anh em lưu ý này, email nó có thể gửi về hộp thư rác cho anh em nhé. Anh em có thể kiểm tra trong một thư rác, nếu mà thư mục chính không có thì anh em kiểm tra trong thư mục rác nhé. Thì ở bên trong thư mục rác các bạn kích vào cái đường link này nè, chúng ta xác thực tài khoản nhé. Các bạn ấn vào cái đường link của nó này, chúng ta tiến hành xác thực tài khoản của chúng ta. Ok, sau đó thì các bạn tiến hành đăng nhập giúp mình luôn nhé. Chúng ta tiến hành login. Ok, thì sau khi các bạn login vào trong thì nó sẽ có giao diện như thế này. Đợi mình tí mình thu nhỏ màn hình lại cho dễ nhìn nhé. Thì sau khi các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ có giao diện như thế này. Bước tiếp theo thì các bạn các bạn sẽ nhìn ở phần bên này, chỗ email này nó sẽ có là một wallet. Các bạn ấn vào một wallet cho mình nhé, cái một màu đỏ này. Chữ tử wallet này nè, các bạn nhấn vào giúp mình. Sao nhấn vào wallet không được nè. Bên trong một sau khi nó hiện ra dụ diện như thế này, nếu mà các bạn ấn vào phần một wallet này không được này nè, thì các bạn chọn vào phần dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay trái của các bạn nhé. Các bạn chọn vào phần ba gạch này, sau đó nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Bước tiếp theo thì các bạn ấn vào phần setting giúp mình. Thì bên trong phần setting này các bạn chọn là wallet setting, các bạn chọn là phần wallet setting giúp mình nhé. Sau đó nó sẽ có giao diện như thế này này. Các bạn kéo xuống đây. Thì ở phần dưới này này, nó sẽ có cái mục là wallet address này này. Thì ở phần này các bạn vào withdraw wallet hoặc là ví MetaMask của các bạn nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví ETH của các bạn giúp mình. Các bạn sao chép lại địa chỉ ví ETH, sau đó các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn dán cái địa chỉ ví ETH của các bạn vào đây. Ok. Sau đó thì các bạn vào nút sell giúp mình nhé. Ok, như vậy là mình đã add cái địa chỉ quý thành công. Bước tiếp theo thì ở cái phần này này, ở phần chúng ta điền lại wallet này này, thì ở phần này nó sẽ có chữ là unwrap system. Thì các bạn ấn vào nút là unwrap system nhé. Hoặc là các bạn có thể chọn vào phần dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay phải này này. Sau đó các bạn chọn lại phần setting. Thì trong phần setting này nó sẽ có cái mục là unwrap system. Các bạn chọn vào phần mục unwrap system giúp mình nhé. Đây này, trong phần mục này là sẽ có là một unwrap system. Sau đó các bạn kéo xuống đây.
Thì ở nhiệm vụ đầu tiên này thì nó yêu cầu chúng ta là viết một bài viết gì ấy, viết một bài viết kèm với cái hashtag này này. Thì các bạn bỏ qua cái nhiệm vụ này nhé. Các bạn bỏ qua nhiệm vụ thứ nhất này, 13 này. Nhiệm vụ 13, 12, 11. Ok. Vậy là các bạn kéo lúc xuống dưới các bạn. Các bạn kéo lúc xuống bên dưới, chúng ta làm từ dưới lên trên lại nhé. Hoặc là các bạn có thể làm nhiệm vụ tiếp theo cũng được. Thì ở nhiệm vụ 13 này thì các bạn bỏ qua nhé. Và nhiệm vụ 12 thì add start game và nên do anh em review telegram photo. Và ở cái nhiệm vụ 12 này, ở nhiệm vụ này thì các bạn cũng phải bỏ qua luôn nhé. Thì ở nhiệm vụ 12 này thì nó yêu cầu chúng ta là cần phải sửa thêm cái tên của nó vào cái username của mình ấy, cái thêm cái chữ tab game vào cái username của mình, cho nên cái nhiệm vụ này các bạn bỏ qua nhé. Thì mình khuyên anh em luôn là cái username telegram của anh em ấy không được sửa đổi nhé. Nếu mà anh em sửa đổi là các cái anrop trước đây ấy mà anh em đã làm ấy thì các anh em sẽ không nhận được token đâu nhé. Cho nên anh em tuyệt đối không được sửa cái username telegram của anh em. Cho nên là ở cái nhiệm vụ 12 này chúng ta bỏ qua luôn. Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ 11 này nè. Ở anrop cộng bedo tab game này này. Thì ở phần này thì nó yêu cầu chúng ta là join vào kênh Discord, sau đó là điền lại username. Thì ở phần kênh Discord này thì các bạn có thể ấn vào copy lại cái dòng này này giúp mình á. Các bạn copy lại cái dòng phần cái link Discord này, sao chép này. Sau đó các bạn quay trở lại với trình duyệt của các bạn. Các bạn dán cái link đó vào đây. Sau đó các bạn tìm kiếm. Ok, sau đó các bạn nút chấp nhận lời mời. Thì bạn nào chưa có tài khoản Discord thì các bạn có thể tạo cho mình một cái tài khoản Discord nhé. Còn các bạn có thể tải app về luôn. Thì sau khi các bạn ấn vào đường link ấy, thì nó sẽ nhảy, nó tự động chuyển đến cái ứng dụng Discord này cho các bạn luôn. Cái ứng dụng Discord này, này. Sau đó các bạn vào phần Accept Invite, chúng ta chấp nhận lời mời, chúng ta tiến hành join vào cái nhóm Discord của dự án. Ok, sau khi join xong thì các bạn quay trở lại nhé. Các bạn chọn vào phần dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay trái này, trên ứng dụng Discord này. Sau đó các bạn chọn vào phần Avatar của các bạn ở phía dưới góc bên tay phải của các bạn ấy. Sau đó bên trong phần các bạn chọn avatar này, sau đó sẽ hiện ra một phần một profile của các bạn thôi. Thì bên trong phần này là đây là cái username Discord của các bạn này. Các bạn chỉ cần ấn vào lấy cái ngón tay của anh em á, nhấn vào cái tên của anh em này thì nó sẽ tự động copy cái username thôi. Còn nếu mà nó không tự động copy thì anh em có thể là ghi lại bằng tay nhé. Thì sau khi copy xong thì các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn dán ở phần nhiệm vụ 11 này, các bạn dán cái username Discord của các bạn vào đây. Đấy. Sau đó các bạn bắt đầu I did start. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Tiếp theo đó thì các bạn kéo xuống lại, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Thì ở nhiệm vụ Discord này thì chúng ta làm xong rồi này. Chúng ta làm nhiệm vụ thứ 10 lại. Ở nhiệm vụ thứ 10 này thì nó yêu cầu chúng ta là follow kênh mạng xã hội Medium và điền lại username. Thì các bạn copy lại cái đường link Medium của dự án này. Sau đó các bạn vào trang web lại. Các bạn vào trình duyệt, các bạn dán cái đường link Medium của nó vào đây. Sau đó các bạn vào nút đi, các bạn vào nút tìm thôi. Ok, thì trên Medium của dự án tab game này các bạn vào nút follow. Sau khi follow xong thì các bạn chọn vào phần chỗ màu đen đen này này, chỗ hình ảnh màu đen đen ở phía góc trên bên tay phải ấy. Cái Medium hiện tại thì nếu mà anh em nào mà vào Medium không được á thì anh em có thể tải cái ứng dụng Face ID về nhé, Face ID về nhé. Thì anh em có thể lên CH Play hoặc là App Store, các bạn search là VPN thì nó sẽ ra thôi. Ở đây mình để mình đợi mình tí, mình chuyển đổi sang cái 3G thử nó lót được nữa không nhé. Ok, hơn quá. Thì sau khi các bạn chọn vào phần dấu đen đen xong thì sẽ hiện ra cái avatar của các bạn thôi. Các bạn chọn vào avatar này này. Sau đó các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn nhé. Các bạn copy lại. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn dán cái username Medium của các bạn vào đây. Sau đó các bạn ấn vào nút I did the task, nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ ấy. Ok. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống lại. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter, like và retweet lại Binance Bot và điền lại username.
Thì các bạn copy lại cái đường link Twitter của dự án này nha, các bạn copy lại cái đường link này, sau đó các bạn vào trình duyệt lại. Các bạn dán cái link Twitter của dự án vào đây, sau đó các bạn vào nút đi tìm kiếm. Ok, thì trên Twitter của dự án các bạn ấn vào nút theo dõi, sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đã ghi này này, các bạn tiến hành like, sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ lại một cách trực tiếp nhé. Các bạn ấn vào tờ viết lại, sau đó các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây, sau đó các bạn ấn vào nút edit the task. Ok, nhiệm vụ xong. Sau đó các bạn kéo xuống lại, chúng ta làm nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ cuối cùng là nó yêu cầu chúng ta là join vào kênh, hai kênh Telegram group và một kênh channel, sau đó điền lại username. Thì các bạn copy lại cái đường link group của dự án này. Các bạn copy lại cái đường link này nè. Các bạn sao chép lại, sau đó các bạn vào trình duyệt các bạn tìm nhé. Các bạn dán vào đây các bạn tìm. Ok, sau đó các bạn mở cái kênh group của dự án ra trên Telegram nhé. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là các bạn copy lại là cái link channel của dự án này. Đây này, đây là link channel này. Chúng ta tiến hành join vào kênh channel cho Telegram tiếp theo nhé. Các bạn sao chép lại này. Sau đó các bạn vào trình duyệt. Các bạn dán cái link channel của nó vào đây. Sau đó các bạn ấn nút join, chúng ta join thôi. Chúng ta join vào kênh channel. Sau đó các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram của các bạn nhé. Sau đó các bạn copy lại cái username ở dưới, các bạn copy lại cái username Telegram của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé. Nút có dấu cách thì các bạn xóa dấu cách đi. Sau đó các bạn ấn vào nút edit start. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ. Các anh em lưu ý là bỏ qua cái nhiệm vụ đầu tiên nhé. Nhiệm vụ 13 này, nó yêu cầu chúng ta là viết một bài viết đăng lên Twitter này. Với lại cái nhiệm vụ 12 là nó kêu là add tab game này, có nghĩa là thêm cái tên tab game vào cái username của các bạn á. Thì các bạn bỏ qua nhé, các bạn không được làm cái này nhé. Ok. Thì sau khi thì ở đây là row 1 và tiếp theo ở row 2. Thì ở row 2 thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video nhé. Sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình. Row 2 là chúng ta làm trên bot nhé. Trên bot thì các bạn ấn nút start để chấp với bot. Sau khi các bạn ấn nút start xong thì các bạn tiến hành làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram channel. Thì ở join Telegram thì chúng ta vừa mới làm rồi. Sau đó các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là join vào kênh Telegram group. Thì group chúng ta cũng vừa join rồi. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter, các bạn ấn vào Twitter. Thì trên Twitter chúng ta cũng vừa mới theo dõi rồi. Thì sau khi theo dõi xong thì các bạn quay trở lại bot. Và nhiệm vụ tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là đăng ký một tài khoản trên website tab game này. Thì chúng ta cũng vừa mới đăng ký rồi. Thì sau đó trên con bot này thì các bạn ấn vào nút submit do Anwar. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là, nó hỏi chúng ta là join vào hai kênh Telegram chưa và điền lại username. Thì ở phần này thì các bạn vào phần cài đặt setting, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây, các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé. Và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username từ Twitter. Username từ Twitter thì các bạn quay trở lại từ Twitter, các bạn ấn về tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái email mà bạn vừa đăng ký trên website.
Thì cái email này là cái email mà bạn vừa đăng ký trên website mà chúng ta làm ở row 1 á. Đây này, ở trên này nha các bạn. Các bạn điền lại email của các bạn. Ok, các bạn điền lại cái email mà bạn vừa đăng ký trên website, sau đó các bạn gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví ETH. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví ETH của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok. Thì nó sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 12 đây nha các bạn. Và withdraw e free có nghĩa là rút tiền miễn phí á, nó không yêu cầu phí chúng ta, cho nên rút tiền là free. Thì các bạn có thể ấn vào phần dashboard và đây là link red này, các bạn copy lại link red đi tên thuyền bì để nhận thêm token nhé. Thì qua mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được là 7 đô token này, 7 đô token tag G này. Và phần dashboard. Ok. Thì hiện tại thì nó đang ICO đang trong chương trình bán hàng ICO với giá hiện tại của nó là 0,0125 đô cho một token nhé. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 50 đô token TAP SG từ dự án TAP Game. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.